ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh, đời năm trước con xin vào trước, một chúng sanh quá Phật chưa thành, con nguyện công chứng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, vào giờ này đạo tràng đã ổn định trang nghiêm, toàn thể Phật tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ, thành tâm cung thỉnh Thầy quang lâm chánh điện để ban bố cho chúng con thời kinh Lăng Nghiêm chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề nghị ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã để chuẩn bị cung đón Thầy quang lâm. Nam mô Bổn
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, trong các kỳ về trước chúng ta đã học được bốn đoạn của năm đoạn của bản kinh Lăng Nghiêm. Thì cái đoạn gần nhất là chúng ta đã được Đức Phật nói cái tự tánh của chúng ta là không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, phải không? Chứ nói tánh thấy không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Cái thứ hai là cái tự tánh chúng ta nó không có hòa, không có hợp với tất cả mọi cái. Như vậy là cái ý ở trong hai đoạn trước á, Đức Phật nói rằng cái tự tánh chúng ta nó không có hòa với tiền trần, tức là cái tánh thấy chúng ta không có hòa được với cái cảnh sắc bên ngoài. Tai chúng ta cũng không hòa được với âm thanh, mà nó cũng không hợp lại được với âm thanh. Nhưng mà nó lại, tại sao là không có khoảng cách, đúng không? Giống như bây giờ cái đang nghe của chúng ta nó không có dính gì với cái âm thanh hết. Âm thanh có ra, âm thanh mất đi, nhưng mà cái nghe nó vẫn là nghe. Nhưng mà giữa cái nghe và cái âm thanh nó lại không có cái khoảng cách. Chúng ta thấy cái hay ở Đạo Phật á, người ta ví dụ như là một là dính, hai là không dính, một là hòa, hai là không hòa, không? Nhưng mà bây giờ cái ví dụ như mình thấy cái thấy cho nó dễ đi. Bây giờ giữa cái thấy của mình với cái bình này á, thấy mình với cái bình, hoặc là thấy mình với cái bàn, hoặc là cái thấy mình với cái nhà, thì cái nhà là cái nhà, cái thấy là cái thấy, hai cái này nó không có hòa trộn với nhau được, đúng không? Nhưng mà nếu nó rời cái thấy mình và cái nhà nó rời với nhau á, là chúng ta không thấy được cái nhà. Chứ ví dụ như bây giờ cái thấy của mình là cái gì ở đằng sau lưng của mình đó, là mình không thể thấy được. Nó phải ở trong cái dòng thấy của mình mới thấy được. Như vậy là khi mà chúng ta thấy một cái gì đó thì cái thấy chúng ta ở nơi đó chúng ta mới thấy được. Cái đó ở nằm trong cái thấy mình mới thấy được. Tất cả những âm thanh đều vang động trong cái đang nghe của mình. Nhưng ở đây có điều đặc biệt Đức Phật muốn nói tới cái không hòa của mình á. Đây chúng ta mình sẽ có một cái ngầm hiểu nữa. Đức Phật muốn nói tới cái không hòa, cái không vướng mắc của mình, không vướng mắc của cái âm thanh đối với cái nghe, không vướng mắc của cái hình sắc đối với cái thấy của chính mình. Có nghĩa là Đức Phật muốn khẳng định rằng cái thấy của mình là không có trói buộc từ xưa tới giờ. Cái nghe của mình là không có trói buộc từ xưa đến giờ. Có nghĩa là lục căn của chúng ta từ xưa tới bây giờ là chưa từng hòa nhập với lục trần. Chúng ta hiểu được điều này rồi, những phần sau chúng ta mới thấy thêm được. Chứ nếu không ngang chỗ này mà mình không hiểu được á, chúng ta không nhận được tới chỗ này thì phần sau chúng ta rất là khó hiểu. Bây giờ nơi lục căn của chúng ta từ xưa giờ tiếp xúc với lục trần là chưa hề bị dính lại, đúng không? Tại vì nó chưa từng hòa mà, từ xưa giờ nó không có chỗ để nó hòa, chưa từng hòa với nhau. Cho nên nếu mà chúng ta cứ hiểu theo cái kiểu mà căng trần dính nhau từ trước tới giờ á, thì tới cái phần sắp tới là chúng ta sẽ không hiểu được điều gì hết. Tại vì ngoài cái việc căng trần không dính nhau thì Đức Phật sẽ bước thêm một bước nữa. Tức là trước đây Đức Phật sẽ phá được cái thấy của chúng ta là không phải do nhân duyên. Tức là thấy chúng ta là cái thấy rõ ràng như vậy, chứ không do tiền trần mà nó thấy. Dù có hình sắc không hình sắc thì cái thấy chúng ta vẫn nguyên là thấy như thế. Cái tai chúng ta dù có âm thanh hoặc là không âm thanh thì chúng ta vẫn nghe nguyên như vậy, chứ không phải là do cái nhân âm thanh mà chúng ta nghe. Còn không có âm thanh là chúng ta không nghe. Vì vậy là Đức Phật khẳng định ở nơi chúng ta nó có một cái gì đó đang rõ ràng hay biết mọi duyên cảnh mà không cần nương tựa cho cái gì.
Chúng ta vốn có cái đó rồi, không cần phải học hỏi, không cần phải tu tập, không cần phải dụng công, không bất kỳ cái gì mà chúng ta cái này là đã có đủ. Nếu ai mà tin rằng mình đã có đủ cái điều này và không thay đổi được cái thái nhìn này của mình thì người đó xem như là người tạm được gọi là đủ lòng tin với cái tự tánh chân thật. Mà ở đây Kinh Lăng Nghiêm gọi là cái bản giác, cái thủy giác của mình. Thì một người học kinh, nếu là bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì tin rằng ở nơi mình có Phật tri kiến. Thì học Kinh Lăng Nghiêm tới chỗ này, tức là bắt đầu cái chỗ này là Phật đã chỉ từ cái chỗ Đức Phật chỉ tánh thấy, tức là Đức Phật đã chỉ cái bất sanh bất diệt tương đương với cái Phật tri kiến ở trong Kinh Pháp Hoa. Thì mọi người học Phật phải tin, hiểu và phải nhận ra được ở nơi mình có một cái tánh thấy mà không phải do nhân duyên mà nó thấy, mà cũng không phải là cái tự nhiên. Vì cái thấy của mình nó rất là linh động một cách tuyệt đối, là nó không phải nó tự nhiên thấy cái đó, là nó cứ thấy cái đó mà không thấy được cái khác. Còn lần này là trong lúc nó đang thấy cái đèn thì nó có thể nó thấy được bình bông, nó có thể nó thấy được cái trái cây, nó có thể thấy được cái nhà, nó có thể thấy được tất cả những hình sắc chung quanh nó, chứ không phải tự nhiên thấy một chiều, một hướng giống như các loại đạo tự nhiên khác họ đã nói hồi xưa. Cho nên cái thấy của chúng ta nó hết sức linh động, trong khi đang thấy thì nó thấy hết tất cả mọi cái, dù cái đó là cái màu sắc, cái hình sắc gì. Và ngay khi thấy nó đủ sức để biện biệt trắng, đen, vàng, đỏ, không bao giờ sai chạy, không bao giờ lệch lạc và không xáo trộn. Ví dụ như một trước mắt chúng ta có hàng trăm cái loại màu, thì khi chúng ta thấy là thấy đủ hàng trăm loại màu đó, chứ không phải chúng ta thấy một cái mà cái kia chúng ta không rõ. Ví dụ như trước mắt chúng ta có 100 người, thì chúng ta nhìn thấy là thấy một lượt hết 100 người, chứ không phải thấy người này lộn với người kia được. Hàng triệu người trước mặt chúng ta vẫn thấy một cách rất rõ ràng. Trong cái thấy ban đầu chưa có ý niệm phân biệt là tất cả mọi người này chúng ta đã biện biệt một cách rất rõ ràng mà không thông qua ý thức. Chúng ta gán nhận điều này, chứ không phải là khi chúng ta thấy không phân biệt là nó sợ nùi, không có. Thật ra khi mà cái nghe chúng ta cũng vậy, ngồi tại đây nếu có hàng loạt âm thanh xảy ra, chúng ta sẽ nhận diện đúng tất cả những cái âm thanh đang hiện hữu chung quanh chúng ta, ở đằng trước, đằng sau, trong ngoài, trên dưới, là nghe một cách rất rõ ràng, không lộn, không lộn. Mặc dầu chúng ta chưa có kịp để phân biệt, tại vì một âm thanh chúng ta có thể phân biệt được, hai âm thanh chúng ta có thể phân biệt bằng đầu óc được, nhưng mà 20 âm thanh, 30 âm thanh xảy ra một lượt là cái đầu chúng ta chưa kịp phân biệt, nhưng mà cái kia đã phân biệt được rồi. Chúng ta khéo là chúng ta thấy được cái này ở nơi mình. Tức là cái nghe chúng ta là nghe bằng cái tổng thể đó, thì tất cả mọi cái diễn ra dù nhiều cỡ mức độ nào vẫn nghe được. Cho nên là chúng ta thấy rằng ở trong kinh thường hay nói là nếu có một trận mưa khắp tam giới này, bao nhiêu hạt Đức Phật đều biết rõ là biết rõ, thấy rõ từng hạt mưa rơi khắp tam giới này, chứ không phải Đức Phật thấy một đám mưa trước sân mình, trước sân nhà mình mà thôi. Thì đó là cái chỗ thấy, gọi là chỗ thấy cùng khắp của cái tự tánh đó chúng ta. Đức Phật từ trước đến giờ đã nói về cái không phải do nhân duyên mà chúng ta thấy. Và cái thấy của chúng ta cũng không phải là tự nhiên, mà nó hết sức linh động hoạt bát. Đồng thời cái thấy nó không hòa với bất kỳ cái tiền trần nào. Cái thấy nó không hợp với bất kỳ tiền trần nào. Có nghĩa là cái thấy đó là cái tự do ngoài tam giới này, không bị vướng vào tam giới. Chúng ta có cái đó. Bây giờ người học Phật ít ra là chúng ta phải nhận ra mình có được cái này. Với những cái lý luận từ đầu tới bây giờ, chúng ta phải thấy được tới ngang đây á, thì tới phần sau hy vọng là chúng ta mới có thể biết thêm nhiều chuyện. Nhưng mà ngang đây mà chúng ta chưa học Kinh Lăng Nghiêm, mà tới cái đoạn này mà chúng ta chưa tin được điều này, thì càng vô sâu là chúng ta càng bị mù mịt. Ít ra là chúng ta phải hiểu được nơi mình có một cái thấy không dính với tiền trần. Cho nên cái đoạn trước Đức Phật nói là cái thấy của người đang thấy núi non, cây rừng, sông suối và tất cả mọi người trong cõi này là gì? Là cái thấy bệnh từ vô thủy. Tức là bây giờ mình thấy trước mình có học hình sắc, bên tai mình có đó là âm thanh, thì đó là cái thấy bệnh từ vô thủy. Chúng ta dám tin điều này không? Thì làm gì cái thấy của mình là phải có hình sắc đối diện với mình rồi. Chưa, Đức Phật chưa nói tới cái hình sắc đó là hình sắc gì. Đức Phật nói là tất cả những cái hình tướng mà các ông đã thấy từ trước đến giờ. Những núi non nè, trăng sao nè, trời biển các ông đã thấy, và hư không này các ông đang thấy. Đó là thấy bệnh từ vô thủy. Chúng ta chịu nổi câu này không?
Nếu mà chúng ta chưa thấy cái đó là cái thấy vận tụ vô thủy thì chúng ta toàn bị dính trong tam giới là bằng cái thấy nghe trong lục căn của chính mình. Tức là cái thấy mà còn nhận biết hình sắc qua âm, qua hình sắc á, tức là cái thấy chúng ta chỉ nhận hình sắc mà thôi, không thể biết được âm thanh. Cái nghe chúng ta chỉ biết được âm thanh thôi mà chúng ta không nhận ra được hình sắc, thì đó là cái thấy còn hơn căn trần. Mà cái thấy còn căn trần tức là cái thấy vận tụ vô thủy. Ngay đây chúng ta phải hiểu tới chuyện này đó. Thì vậy là tất cả những cái mà lục căn chúng ta tiếp xúc được từ xưa đến giờ đó là cái thấy bệnh của vô thủy bây giờ. Đối với Lăng Nghiêm ở đây là chúng ta phải nhận ra được điều này. Để mình có một cái hay biết không phải vì tất cả hình sắc này mà mình hay biết, mà cái hay biết đó là vốn tự hay biết từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Cho nên tất cả những cái gì rớt trong cái chân trời hay biết chúng ta là chúng ta tự hay biết lấy, chứ không phải do tất cả các đó mà chúng ta được cái hay biết này. Không phải do chúng ta làm thêm cái gì mà chúng ta có cái hay biết này. Nhưng mà vì từ xưa giờ chúng ta không có thoát ra cái thấy để thấy được hình sắc, không có thoát ra cái nghe để nghe được âm thanh. Tức là tất cả những cái thấy nghe chúng ta lệ thuộc nơi thân căn cả. Vì vậy mà Đức Phật nói là tất cả những cái hay biết của ông là cái bệnh từ vô thủy. Và các ông có một cái mà nó không có hòa, nó không có hợp, không có dính, không có mắc với bất kỳ cái tiền trần nào trong tam giới này. Tức là mình có một cái nó đã trùm khắp cái tam giới này mà nó không dính vào. Cái đó từ ngàn xưa cho tới bây giờ và cho tới ngàn sau nó không bao giờ bị thay đổi nữa. Và nếu một người hành giả tu theo đạo Phật tới ngang cái chừng này á, nhận biết được ngang cái chừng mà chúng ta vừa nói, thì xem như chúng ta biết được một chút về cái tánh thấy từ trước giờ Đức Phật chỉ nói tánh cái thấy trong kinh Lăng Nghiêm thôi. Tức là nhận được cái tri kiến của chính mình, tức là cái thấy biết của chính mình. Đó mới là cái thấy biết thật của tất cả chúng sanh. Còn tất cả những cái thấy nghe hay biết mà biện biệt riêng tư của từng căn, từng loại trần thì cái thấy đó là cái thấy của chúng sanh. Cái thấy đó là cái thấy sanh tử mà Đức Phật nói là đó là cái thấy bệnh từ ngàn xưa tới giờ của mình. Học kinh Lăng Nghiêm thì tới đó chúng ta phải hiểu được ở cái chỗ mà Đức Phật muốn nói là cái thấy bệnh của chúng ta và cái thấy không bệnh. Đức Phật minh định rõ ràng, thấy mà nhận diện được căn trần thì đó là cái thấy bệnh. Cái thấy mà thoát khỏi căn trần để mà hay biết mọi cái thì cái thấy đó là cái không bệnh. Chúng ta hiểu như vậy. Mà cái thấy bệnh của chúng sanh từ vô thủy tức là cái thấy sanh tử tiếp nối. Còn cái thấy mà thoát khỏi căn trần là cái thấy không có bị sanh tử luân hồi. Nếu người nào nhận được cái đó, hòa nhập vào trong cái đó thì cái chuyện sanh tử gần như hết. Nhận được cái đó là không còn bàn tới cái chuyện sanh tử nữa. Sanh tử là không tương can tới mình nữa. Tại dù sanh tử vô lượng kiếp đi nữa thì cái thấy vẫn nguyên là như vậy. Giống như bây giờ mà biển đang sóng gió ba đạo vậy nhưng mà nó vẫn ướt, không có làm sao mà thoát khỏi được. Dù sống hay là không sống, sống nhiều, sống ít, nước đục, nước nóng, nước dơ, nước sạch gì nó cũng là ướt. Nước còn thì nó còn ướt. Mà còn ướt tức là có nước, chứ nó không thể thay đổi được cái đó. Vì là cái thấy của chúng ta dù ở hoàn cảnh nào, dù chúng ta là chúng sanh hay là một phàm phu hay là một thánh hiền, một người ở cõi nhân gian chúng ta hay là ở cõi trời, vân vân, thì chúng ta vẫn có cái hay biết đó không thay đổi. Còn cái thân sanh tử ngàn đời dần kiếm này nó không có là cái gì, không có là cái gì hết để có thể bàn ở trong đây. Nên nếu mà chúng ta nhận biết được cái đó rồi, sanh tử vô lượng kiếp đối với chúng ta nó trở thành không. Người học kinh phải nhận rõ cái điều này, tại vì càng lúc Đức Phật càng muốn nói rõ điều này hơn. Và bây giờ thì Đức Phật không nói chuyện đơn giản là cái tự tánh thấy nữa, mà Đức Phật bắt đầu chuẩn bị nói tất cả mọi cái trong trần gian này đều là tự tánh bất sanh bất diệt. Cho nên là chúng ta tuyết nhất là chúng ta phải nhận được cái này để rồi chúng ta mới có thể tiếp nhận nổi là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết của mình đều là tự tánh bất sanh bất diệt. Rồi tất cả những cái tiền trần bên ngoài đều là bất sanh bất diệt. Tức là chúng ta chuẩn bị lên một cấp mà nó tương đối cao hơn. Từ trước đến giờ là mình chỉ thấy là cái tự tánh của mình là bất sanh bất diệt thôi. Còn cái pháp trần là nó bị sanh diệt. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu, chuẩn bị sẽ hiểu tới là tất cả pháp trần đều bất sanh bất diệt, chứ không phải là tự tánh nữa. Thì đây là một cái bước mà chúng ta phải nhận ra. Đến cái phần này, Đức Phật muốn tóm thu bốn khoa và bảy đại về Như Lai Tạng để phát khởi cái chân ngộ của mình. Đức Phật nói này, A Nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng huyễn hóa ở nơi tiền trần.
ngay nơi đó sinh ra, rồi từ nơi đó mà diệt mất. Tướng thì là huyễn vọng, nhưng tính nó vốn là thể giác, nhiệm màu sáng suốt. Như thế cho đến năm ấm, sáu nhập, từ 12 xứ cho đến 18 giới, nhân duyên hòa hợp luống giới mà sinh ra, nhân duyên biệt ly luống giới mà diệt mất, mà chẳng biết sinh diệt đi lại vốn là như lai tàn cùng khắp không lai động, nhiệm màu sáng suốt thường trụ, diệu chân như tính, trong tính chân thường ấy mà cầu những cái đi lại mê ngộ sinh tử hẳn không thể được. Tức là Đức Phật thâu tóm, nếu mà cái phần đầu này mà chúng ta hiểu được á, thì phần sau là cái phần triển khai rộng thôi. Thì bây giờ Đức Phật đã nói với Ngài A Nan là tất cả những tướng quyển quá của tiền trần, ngay nơi nó sinh ra rồi mà diệt mất á, thì cái tướng nó là cái huyễn vọng, còn cái tính của nó vốn là cái thể giác ngộ nhiệm màu của tất cả chúng ta. Tức là cái thân xác của chúng ta là cái tướng huyễn vọng, còn cái tính thể của cái thân xác này là cái tánh giác nhiệm màu không hề bị sanh tử luân hồi. Ở cái phần đầu là Đức Phật muốn nói chúng ta như vậy. Tức là tất cả chúng sanh mà nhận biết được cái tiền trần qua lục căn thì tất cả những cái đó là cái tướng huyễn vọng mà thôi, tướng huyễn vọng. Cho nên nếu mà chúng ta còn thấy cái tướng tiền trần là thật á, thì chúng ta sẽ không có tiến sâu hơn nữa được ở trong cái chân trời trí tuệ này. Vì vậy mọi người, đầu tiên Đức Phật thâu tóm là tất cả những tướng tiền trần đều là huyễn vọng, và chúng ta có một cái không phải là huyễn vọng, tức là cái đó là cái tính thể sáng suốt của tất cả chúng ta. Chúng ta đều có cái đó. Ở nơi cái huyễn vọng mà có cái sáng suốt nhiệm màu, đó là phần thứ nhất của Đức Phật muốn nói. Thì như vậy là Đức Phật nói tới cái phần năm ấm là sáu nhập, từ 12 xứ đến 18 giới. Thì đó là cái nhân duyên hòa hợp luống giới mà sinh ra thôi. Nhưng mà ngay nơi cái sinh diệt đó đó, thì là cái như lai tạng cùng khắp không lai động, nhiệm màu sáng suốt, thường trụ diệu chân như tính. Như vậy là cái phần ngũ uẩn thì năm ấm thì chúng ta cũng chắc ở đây là chúng ta đã biết qua rồi ha. Nếu mà vị nào chưa rõ năm ấm thì chúng ta có thể nghe lại cái bản tứ niệm xứ hoặc là Bát Đại Nhân Giác, hai bản đó chúng ta có nói rất là nhiều về năm ấm. Ở trong kinh nói về cái thân này là cái thân năm ấm. Tức là cái thân mà chúng ta đang có đây là sắc ấm. Sắc ấm chúng ta thì gồm có là đất, nước, gió và lửa. Đó là cái thân của mình. Rồi tới cái phần cái cảm nhận ở nơi thân xác chúng ta là gọi là cái thọ ấm. Mà cái này nó không hẳn là vật chất, nhưng mà nó cũng không hẳn là tâm linh. Tức là gần như nó có một cái tiếng sâu hơn một chút giữa vật chất, tâm linh, gọi là cái thọ ấm. Tức là sự cảm nhận khổ và vui, không khổ và không vui nơi thân tâm chúng ta. Thì đó gọi là cái thọ. Bây giờ chúng ta nghe nóng, nghe khó chịu, tức là chúng ta đang thọ khổ. Nghe lạnh chúng ta khó chịu là chúng ta đang thọ khổ. Bây giờ chúng ta đang nóng mà chúng ta được mở cái máy lạnh, chúng ta nghe thấy vui vui, nghe nó thoải mái thì chúng ta thọ vui, ví dụ vậy. Hoặc bây giờ đói bụng quá chúng ta thọ khổ, chúng ta ăn no, ăn ngon nữa thì chúng ta thọ vui. Thì có những cái trường hợp mà nó thoát ngoài cái thọ khổ và thọ vui này. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang chạy xe trên đường thì những cảnh vật chúng ta thấy nó quá nhanh đi, khiến chúng ta không kịp để phân biệt nó là cái gì hết á. Nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được những cảnh mà chúng ta đã thấy trên đường đi, thì cái thọ đó là không khổ không vui. Nghe là nghe đó, ví dụ như chúng ta nghe tiếng chạy của đứa bé, tiếng la cười của nó bên ngoài, nghe đó là một cái sự cảm nhận. Cảm nhận đó chúng ta không có nghe khổ nghe vui trong này. Nó gọi là cái cảm nhận, cái thọ, thọ không khổ không vui. Thật ra chúng ta rõ ràng là có ba cái thọ rõ ràng lắm. Nhưng mà cái thọ không khổ không vui khiến người ta không có nhận diện ra được, không ai để ý, không ai lưu tâm. Nhưng mà chính Đức Phật, với trí tuệ Đức Phật chỉ rất rõ cái điều này. Ở nơi mình có ba cái thọ phải không? Thọ khổ thì dễ nhận rồi phải không? Thì đang ngồi đây mà lỡ mà một con gì nó cắn một cái là chúng ta nghe khó chịu, hoặc là người ta ngắt nhéo mình hay là cái gì đó chúng ta khó chịu, thì đó là cái thọ khổ rồi. Là người ta nói câu gì mình vừa ý, những cái gì mình mong muốn mà nó đem tới cho mình, thì cái đó gọi là cái thọ vui thì dễ nhận. Nhưng cái thọ không khổ không vui là cái khó nhận. Giống như bây giờ chúng ta thấy ở luật bây giờ nó có một cái loại mà loại thuế 0% á.
Không phải là không có thuế, nhưng mà có cái loại thuế 0%, có nghĩa là không có đánh giá, không có đánh thuế gì hết, là thuế 0%. Hay là thuế 5%, 10% hay bao nhiêu đó, nhưng mà bây giờ lại có mấy cái luật gọi là thuế 0%. Thì ở đây mình cũng có cái thọ đó để chúng ta biết. Rồi cái tưởng, chúng ta nói lướt qua ngủ ấm một tí đi ha. Cái tưởng chúng ta là, ở trong kinh gọi là tưởng, tức là cái tri á, cái biết. Nhưng mà chúng ta định nghĩa cho dễ hiểu mà dễ nhận được cái tưởng á. Tại vì cái mà chúng ta xài gần như là suốt đời của mình là cái tưởng này nè. Là cái hình bóng và cái âm thanh ở tâm của mình á, thì đó là cái tưởng. Cái gì để ý thử bây giờ, nếu mình nhắm mắt lại mình không có tiếp xúc cái gì hết nha, thì bây giờ cái gì hiện ra trong đầu chúng ta, những cái ý niệm hiện ra trong đầu mình từ xưa giờ mình nghe nó là vọng tưởng ha. Cái vọng động nó xảy ra nơi ý tưởng của mình gọi là cái vọng tưởng. Thì cái vọng động nó xảy ra ở hai chiều hướng liên tục, một là cái hình sắc, hai là âm thanh thôi. Chúng ta ít có nhận ra được cái gì lắm. Ví dụ nè, bây giờ chúng ta thấy một cái núi nào nó đẹp quá, thấy cảnh biển nó đẹp quá, hoặc là thấy một bức tranh nào đẹp, thấy một cái hình sắc nào đẹp đó. Thì bây giờ khi chúng ta ngồi nhắm mắt lại, cái hình đó nó hiện ra, cái hình bóng đó nó hiện ra. Nhắm mắt lại là chúng ta thấy có một gương mặt nào đó mình nhìn thấy mình cũng dễ chịu hơn. Thấy một hình bóng nào đó mình thấy mình vừa ý, vân vân. Đó là một dạng. Cái thứ hai nữa là chúng ta nghe một cái lời nói nào đó của ai đã nói cho mình nghe rồi, nghe một băng giảng rồi đó mình thấy thích, thì bây giờ mình ngồi lại mình tưởng tượng ra. Hoặc là nghe một bản nhạc rồi đó mình thích, ngồi đó mình tưởng tượng ra. Thì khi mà chúng ta ngồi chúng ta nhắm mắt lại thì chỉ có hai cái dạng này xảy ra nơi đầu là thường xuyên nhất, còn mấy kia mình không có cảm nhận được. Thì chúng ta về nhắm mắt lại chúng ta thấy liền hai điều này không? Thì cái này là tưởng ấm nè. Khi nhắm mắt lại là cái hình nào đó hiện ra nơi đầu của mình, hoặc là âm thanh nào đó hiện ra nơi đầu của mình. Còn cái cảm giác mà nó gây cảm thọ khổ vui á, hoặc là nóng lạnh rồi đó, nó cũng ít lắm. Khi mà chúng ta ngồi thiền nhớ, cảm giác nó ít xảy ra. Tức là cái tưởng á, cái tưởng tượng chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được một cái cảm giác rợn người của mình khi mà tiếp xúc với một cái gì đó. Hoặc là chúng ta tưởng tượng ra một cái cảm giác mà dễ chịu khi chúng ta tiếp xúc gì đó, nó cũng là một cái dạng tưởng. Nhưng mà những cái dạng tưởng nó đều thể hiện qua hình sắc, qua hình sắc. Cho nên cái tưởng nó chỉ là cái hình sắc và âm thanh xảy ra nơi tâm của chúng ta. Mà từ trước giờ nói tới cái tưởng, có nhiều khi người ta nói nghĩ cái gì á, tưởng là cái gì, nhưng mà sự thật cái tưởng là hình sắc và âm thanh mà thôi. Chúng ta nên thấy điều này, và rõ ràng là cả đời chúng ta chỉ quanh quẩn ở hình sắc và âm thanh này, ngoài ra là trong đầu chúng ta không có cái gì để chúng ta tưởng hết. Để ý thì người nào mà có tu sẽ nhận rõ điều này lắm. Nhắm mắt lại là chúng ta thấy cái hình gì đó, nhắm mắt lại là chúng ta sẽ thấy âm thanh gì đó liền. Thì đó là cái ý tưởng luôn hiện hữu nơi tâm của mình. Và khi mọi người nào mà tu tập tốt mới vượt qua được hình sắc và âm thanh nơi tâm chúng ta, thì hy vọng là chúng ta mới thấy được chiều sâu của chính mình. Còn bây giờ là rất là khó có những người nào vượt qua được cái tưởng ấm này. Chúng ta vật lộn với tưởng ấm không biết bao nhiêu ngàn đời mà chưa xong. Chưa nói tới hành ấm nha, chúng ta mới nói tới cái tưởng ấm thôi mà chúng ta chưa giải quyết được cái gì hết. Thật ra khi mọi người tu mà nói tới cái thân ngũ ấm, người ta phải rành. Khi chúng ta đã biện biệt được cái thân ngũ ấm này rồi thì mới hy vọng là chúng ta mới vượt qua. Gần như tất cả mọi cái trong cuộc đời này chúng ta phải thấu hiểu, và nhất là cái thân ngũ ấm chúng ta phải thấu hiểu. Thì chúng ta phải nhận diện cho rõ cái tưởng ở nơi mình, và gần như là tràn ngập nơi tâm chúng ta chỉ là hình sắc và âm thanh mà thôi. Thì đó là tưởng đó, đó là tưởng. Thì người tu chúng ta là phải làm lắng dịu cái tưởng này, lắng dịu tưởng này. Tới cái bước kế tiếp là cái thọ ở cái hành ấm. Hành ấm là cái năng lực phát động. Chúng ta dùng kỹ quý vị nên nghe cái định nghĩa này. Hành ấm là năng lực phát động tất cả những cái ý chí, những cái hành động ở nơi thân tâm của chúng ta. Ví dụ nha, bây giờ quý vị đang ngồi nghe giảng, nhưng mà quý vị không có khả năng để ngồi quá 15 phút im vậy đâu. Bây giờ lỡ ngồi nghe pháp vì nó đau cũng gán chịu một chút. Thì cái gán chịu đó là cái năng lực của hành ấm nó phát động đó. Tức là mình gán ngồi cho nó hết thời giảng mặc dù đau chân, nhưng mình gán một chút, đó là năng lực hành ấm. Cái nó phát sinh ra một cái loại ý chí để chúng ta có thể làm xong một cái chuyện gì đó.
Chứ cái thằng tưởng là nó không có tác dụng gì hết, thằng tưởng nó cứ là hiện này hiện kia hiện kia hiện nọ thôi, anh tưởng anh không có cái tác dụng gì hết, nhưng mà tới anh hành thì bắt đầu có tác dụng rồi. Nó phát động tất cả những ý tưởng hay, ý tưởng dở của chúng ta trong cuộc đời này. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ tới một cái bài viết nào đó, thì khi mà chúng ta chuẩn bị phát nghĩ một cái bài viết nào đó đó, thì bắt đầu cái hành nó vận động, vận động giống như chúng ta bắt đầu quay số, quay rồ để nó ra cái chiều hướng tư tưởng đó. Khi mà chiều hướng tư tưởng nó khế ứng với cái điều mà chúng ta muốn nói là bắt đầu nó phát ra tưởng ấm liền. Chứ còn một cái vòng quay là vẫn quay ào ào như vậy nha. Giống như chúng ta tưởng tượng mấy người cái quay số á, quay số á, thì nó cái trái cầu nó lọt vô cái lỗ, nó văng ra cái số gì thì văng thôi, nhưng mà vòng cầu vẫn quay và những cái trái cầu vẫn quay cuồn cuộn ở bên trong như thế. Mà nói cái lòng cầu thì nó ít, nó có mấy số thôi, mấy trái cầu thôi. Nhưng mà còn cái hành ấm của chúng ta đó, thì nó khủng khiếp như là một cái biển, và cái tưởng nó chỉ là những hòn bọt chứ chưa bằng được cái ngọn sóng nữa. Không, chỉ là một cái hòn bọt nhỏ trên cái mặt đại dương mà thôi. Nhưng mà nó cũng đủ làm bích cái đầu của mình rồi, mình không có vượt qua được. Còn toàn bộ cái hành ấm nó là một cái biển thực sự mênh mông như thế. Dễ sợ như vậy. Cho nên là ở bên trong chúng ta là nó cuồn cuộn quay, chúng ta quay cuồn cuộn từng sát na một. Chứ không phải là những hình bóng âm thanh mà mình đã thấy được nơi đầu của mình đâu. Cái thấy chúng ta nó chỉ là một hòn bọt rất nhỏ ở trên mặt biển. Còn nguyên một cái biển nước mênh mông đó là cái hành ấm này. Hành ấm này. Thật ra chúng ta chưa bao giờ xài được một cái phần tỷ tỷ của chính mình. Chúng ta xài được có miếng ở tưởng ấm mà thôi. Cho nên con người chúng ta bị cục bộ, nhỏ hẹp và không có năng lượng gì hết. Vì vậy nếu mà chúng ta, như nói hồi sáng, để chúng ta thả trôi cái tưởng ấm mình, để cho nó khởi, nó diệt theo chiều của nó đó, thì nó sẽ vận cho tới cái nguồn của hành ấm này phát động. Rồi bắt đầu năng lực chúng ta lớn lên. Còn này chúng ta luôn tắt cái năng lượng của chúng ta bằng cái kiểu tu tập mà diệt trừ của mình từ trước đến giờ á, để chúng ta làm bích cái nguồn năng lượng xảy ra của hành ấm này, khiến cho chúng ta không có năng lực gì lớn hết. Thấy biết chúng ta có một tí xíu. Thế ra là khi biết được hành ấm và tất cả những cái năng lực thần thông phép màu đều xuất phát từ hành ấm. Thăng thiên độn thổ này cái đều xuất phát từ hành ấm cả. Dời non lấp biển đều xuất phát từ hành ấm. Thật ra khi mọi người mà lắng được tưởng ấm rồi á, họ vận cái lực cơ họ đó, họ đẩy cái núi này đi chỗ khác là họ đẩy được. Năng lực hành ấm nó khủng khiếp đến mức độ như vậy. Vận thần lực của họ có thể che được mặt trời, đẩy được mặt trăng ra chỗ khác, bóp nát cái quả địa cầu này, nó cũng là năng lực của hành ấm. Khi nào chúng ta vượt qua được tưởng ấm, chúng ta sẽ có được năng lực này. À, chúng ta coi những cái phim Hồng Kông mà chưởng là cái chuyện có thiệt đó nha. Tất cả những cái mà cái vị mà võ sư giỏi ngày xưa á, thì họ đều thiền định cả. Ví dụ coi phim Hồng Kông thỉnh thoảng là gặp người ta ngồi thiền, mấy thằng cha nó đóng phim thôi chứ không biết ngồi thiền gì đâu. Nhưng mà điều đó muốn nói cái gì là tất cả những người vượt qua được tưởng ấm thì khi họ muốn cái gì thì cái đó sẽ theo ý của họ. Ví dụ muốn cái nhà ở trước sụp là nát liền tại chỗ. Nhưng mà mình phải vượt qua tưởng ấm mà mới có được năng lực này. Thì năng lực hành ấm là một cái sự phát động rất mãnh liệt ở trong không gian này. Nhưng mà ý tưởng của chúng ta nó chỉ là cái nhấp nha, như là một cái xẹt nhẹ ở trong cái không gian thôi. Như một tia chớp nhỏ. Còn cái hành là một hư không mênh mông. Thật ra chúng ta mới thấy được cái việc tu của mình. Học tới đây rồi mình thấy việc tu mình không có giải quyết được cái gì từ trước đến giờ đó. Chúng ta thấy là mình tu được cái gì đâu. Và nội ba cái tưởng ấm đã bị chúng ta rối rồi. Rồi chúng ta rối rồi. Chúng ta chưa có ai có đủ sức để vượt qua tưởng ấm cả. Thì đâu có thấu hiểu nội tới hành ấm là cái gì. Người tu mà có nhiều người nói cười, con tu bữa nay con thấy được tới hành ấm rồi, tôi nói xin lỗi, ngồi lên bàn để tôi lại cho ba lại. Để thấy không đủ sức để thấy hành ấm đâu. Thì khi chúng ta thiền định, tức là chúng ta vượt qua được tưởng ấm á, thì chúng ta mới bắt đầu có một cái sự cảm nhận về cái hang ổ của hành ấm. Ví dụ từ hang ổ tưởng tượng nó nhỏ lắm. Ví dụ từ hang ổ nó rất là nhỏ mà chúng ta nhận được cái nguồn phát khởi
tất cả những cái sinh tồn của chúng ta trong tam giới này, thì đó là hành ấm. Chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta giận, chúng ta ghét đều xuất phát từ hành ấm. Vì nó sâu kín mà chúng ta không thể kiểm soát được, cho nên nó lộ ra tới cái tưởng ấm rồi mình mới thấy. Đó, mình giận ai là cái tưởng mình nói hình thành. Mà quý vị thấy như một cái biển mênh mông, nó lộ chỉ có hồng bọt mà chúng ta chỉ thấy hồng bọt thôi, nguyên một cái nguồn ở dưới chúng ta không thấy được. Thì làm gì chúng ta phá hết sanh tử này mà ra. Nói tới đây là chúng ta thấy bích lối, thấy gần như con đường tu nó muốn bế tắc cho chính mình. Thật ra khi mà mình thấy biết ở nơi đầu của mình là mình chỉ là thấy ở cái màn rất mỏng. Chúng ta tưởng tượng như nguyên một cái biển mênh mông mà lúc không có sóng là chúng ta thấy một cái lớp màn ở trên mặt nước. Thấy chưa? Như vậy có bao giờ nhìn xuống nước thấy một lớp màn mỏng mỏng ở trên không? Lớp màn đó mới là tưởng ấm. Mới là tưởng ấm có một xíu xiu không có nhiều. Nó mong manh lắm đối với chính mình. Mà chúng ta đã đủ khổ rồi. Thật ra người tu chúng ta vượt qua được tưởng ấm thì chúng ta mới cảm nhận được cái nguồn vô tận của hành ấm này. Những cái chuyện mà chúng ta thấy là cái chuyện, ở đây có ai nghe cái chuyện mộng du chưa ta? À, có rồi phải không? Nhiều khi họ đi hai cái chân đụng trên nóc nhà mà cái đầu thòng xuống đất họ vẫn đi được. Cái ngủ vậy nửa đêm mới chạy nhảy hồi phóng lên dây điện đi vậy giờ trở nên giống như chim bay. Đó là năng lực được phát động từ hành ấm. Nó làm cho cái tưởng nó không có tiếp nhận được. Tức là khi chúng ta ngủ á, thì cái thức ấm chúng ta nó bắt đầu nó chìm xuống. Cái người mà khi cái thức ấm nó chìm, tức là cái tưởng ấm nó cũng theo đó nó chìm theo á, thì lúc đó là cái hành ấm khủng khiếp bắt đầu nó vận hành. Mà nó vượt qua, nó không có làm cho ý thức nổi dậy để người ta trở thành một cái người thức giấc bình thường. Nó leo rào, dùng từ leo rào, tức là nó vượt qua cái tưởng, nó vượt qua cái thức ấm của chúng ta trong lúc đó. Cái năng lực hành ấm bắt đầu nó phát động để khiến cho người ta có thể bay nhảy theo cái phát động từ hành ấm đó mà nó không có bị cái vật chất cản trở. Cho nên đi là chổng ngược, cái đầu vẫn đi được trên nóc nhà, bay nhảy trên dây điện đàng hoàng. Nhưng mà lúc đó ai chọc cho họ mà giật mình họ thức dậy, tức là cái thức trỗi dậy là té vịt đất liền. Nên là gặp trường hợp mấy người mộng du là chúng ta đừng có chọc cho họ thức dậy mà phải để cho họ quay về mùng rồi hả chọc. Họ đang đi ở ngoài là cứ để cho họ đi. Rằng có một cái lần nào mà cái hành chúng ta phát động á, nó vượt qua được cái thức, vượt qua được cái ý thức á, vượt qua được cái tưởng ấm á, thì lúc đó là năng lực chúng ta ghê gớm, không thể diễn tả được. Mà con người chúng ta thì không tới được ở chỗ này. Chưa ai sử dụng hành ấm. Khi mà nó phát động quá trời, nó chỉ cần dâng ra được con miếng á, là nó cái tưởng ấm bắt đầu vận dụng, thì chúng ta xài ở ngoài tưởng ấm mà thôi. Tức là chúng ta từ xưa giờ đã xài ở nơi mình là một phần tỷ tỷ, lũy thừa tỷ tỷ. Tức là nó không biết nó nhỏ cái chừng nào mà nói. Xài có một xíu xíu rồi, chúng ta không có xài được cái gì nhiều ở năng lực riêng của mình hết. Do đó là cái người tu chúng ta phải vượt qua tưởng ấm này. Thì bắt đầu cảm được cái năng lực của hành ấm. Mà khi chúng ta cảm được năng lực của hành ấm rồi á, mà chúng ta sử dụng được hành ấm một cái là ở thế gian này người ta dễ sợ mình lắm. Tức là mình muốn cái gì nó thành cái đó liền tại chỗ. Muốn một miếng đất bằng tự nhiên nó mọc thành cái núi, rồi nó thành cái núi y như cái ý của mình. Muốn núi này nó sập rồi nó biến thành cái biển, là núi này nó sập biến thành cái biển. Đó gọi là năng lực thần thông diệu dụng chúng ta được phát động từ hành ấm này. Ra tất cả những cái gì diễn ra trong tam giới này đều xuất phát từ hành ấm. Do đó cái năng lực của chúng ta là vô tận vô biên, nếu như chúng ta vượt qua được tưởng ấm thôi. Vượt tưởng ấm nhưng mà chưa có phải là chứng quả vậy nha. Chúng ta sử dụng được hành ấm, tức là một người sau khi họ ngộ đạo mà họ sống với đạo lý một thời gian để lặn mất hết tất cả những cái tưởng ấm rồi á, thì người đó gọi là có thần thông. Có thần thông có nghĩa là vận dụng được tất cả những năng lực của hành ấm đi ra cuộc sống này. Cái hành chúng ta nó dễ sợ như vậy chứ không phải đơn giản. Thật ra cái năng lực con người ta khủng khiếp. Không phải là như mấy cái vị mà nghiên cứu nói là chúng ta chài chưa được 1/10 cái khả năng con người không có. 1/1000 lý thừa tỷ chài cho được, đừng nói 1/10. Chúng ta chưa xài được cái gì của chính mình cả. Còn cứ giỡn đùa quý trọng cái tưởng ấm này
tức là cái màng nổi mỏng manh lắm, không có gì hết. Giống như bây giờ chúng ta dụi mắt, chúng ta thấy mấy cái chớp mà hư không á, chúng ta chỉ xài được mấy cái chớp đó, có giữa hư không mênh mông nè, thật ra cái chớp nó không có giá trị. Cho nên từ trước giờ kinh điển cứ nói là cái vọng tưởng chúng ta nó không có thật, không có thế này thế kia, để chúng ta đừng có nặng với cái này nữa thì chúng ta vượt qua được. Nhưng chúng ta chưa có bao giờ coi nhẹ được cái tưởng ấm này. Cho nên chúng ta không có được cái năng lực lớn hơn. Còn cái thức, tức là cái tri, chỗ này là cái chỗ lầm lẫn rất lớn của một, phải nói là rất là đông người tu thiền, không phải là một người, và trải qua rất là nhiều thời đại bị lầm lẫn với cái chuyện này. Bây giờ vừa có âm thanh chúng ta nhận biết, từ trước giờ bắt đầu nói tới cái biết nè, cái tánh biết nè, thì người ta cứ nghĩ rằng cái biết đó là tánh. Thì bây giờ chúng ta nghe tất cả âm thanh mà chúng ta không khởi niệm phân biệt thì chúng ta cứ nghĩ nó là tánh. Chúng ta thấy tất cả hình sắc mà chúng ta không khởi niệm phân biệt, chúng ta nghĩ đó là tánh của mình. Không phải, nó là thức. Thức ấm. Thức là tri. Cái tri không phân biệt, đó gọi là thức. Cái tri không phân biệt, nó lục căn, nó chính là thức. Chừng nào mà chúng ta vượt qua được cái lục căn để chúng ta tri á, thì cái đó mới là tránh. Mà chúng ta từ trước giờ có cái gì thoát khỏi lục căn để tri không? Chưa, đúng không? Chưa có một lần chúng ta cảm nhận cái gì mà nó không phải từ lục căn để chúng ta hay biết cái duyên cảnh bên ngoài cả. Thì vậy là dù cái hay biết mà không khởi niệm phân biệt thì nó chỉ là thức mà thôi. Mà tất cả những người tu thiền từ trước giờ chúng ta nghe làm sao? Là thấy không phân biệt, tức là tánh. Người nào mà ngồi yên yên để chúng ta nghe được mọi cái mà chúng ta không phân biệt, cái tưởng mình ngộ tánh rồi. Và cái ngộ này quý vị có gặp nhiều không? Nhiều lắm. Trong thời gian vừa qua là chúng ta gặp cái dạng ngộ này rất là nhiều, nhưng mà tôi thấy cũng còn nguyên à, nó có gì thay đổi đâu. Một người ngộ tánh là thay đổi toàn triệt cuộc đời mình liền sau lần đó. Chứ không phải ngộ tánh là mình còn nguyên như vậy đâu. Rắn đã quá thành rồng rồi, bay lượn giữa trời không rồi, chứ không phải còn bò dưới đất. Thật ra sau cái lần mà chúng ta thấy rằng chúng ta ngộ cái này, ngộ cái kia, ngộ nọ, mà mình còn nguyên ra đó là biết rằng mình không phải là ngộ. Nó chỉ là cái hay biết của cái thức thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy, mở mắt rồi quý vị thấy hết tất cả những hình sắc mà chưa có khởi niệm phân biệt gì, thì chỗ đó mới là thức ấm. Nó chỉ là chân trời có thức ấm chưa qua khỏi. Thật ra lúc mà chúng ta ngồi thiền á, lúc chúng ta tu tập, hay là có cái lúc nào mà trong đời chúng ta xảy ra một cái khoảnh khắc mà chúng ta nhận biết hết mọi cái mà không phân biệt á, cái gì sau cái lần đó cái mình, ồ tôi ngộ tánh là ta, bữa hổm mà tôi thấy tôi đâu phân biệt cái gì đâu. Bữa đó tự nhiên cái tôi ngồi, tự nhiên cái trong đầu tôi nó trống rỗng, nó không có hiểu, không có biết cái gì chung quanh hết, mà tôi biết cái gì tôi cũng biết. Tức là không còn ý niệm phân biệt nữa mà cái gì mình cũng biết hết á. Thì mình nghĩ đó là mình ngộ tánh rồi. Nhưng mà đó là mới tới cái chân trời của thức ấm mà chưa qua được. Tại cái thời chúng ta gặp rất là nhiều người ngộ đạo kiểu này. Quý vị nghe băng giảng tới lui rồi quý vị sẽ gặp cái kiểu này. Thấy không phân biệt là tánh. Nghe không phân biệt là tánh, đúng không? Nghe cái này có quen lỗ tai không? Quen. Nếu mà ai nghe học thiền từ trước đến giờ á, là quý vị sẽ nghe cái câu này rất là quen thuộc. Nhưng mà xin thưa, còn thấy mà không phân biệt là thức chứ không phải là tánh. Lục căn tiếp xúc với lục trần mà không khởi niệm phân biệt thì mới tới chân trời của ý thức mà thôi. Thức ấm mà thôi, chưa vượt qua được. Chúng ta phải minh định được cái điều này để chi? Để khi mà chúng ta tới đó là chúng ta đừng nghĩ rằng mình ngộ đạo thì mình còn có thể dấn sâu hơn được nữa. Đến mức độ thiền định mà lục căn chúng ta thanh tịnh rồi, để tiếp nhận tất cả lục căn mà không phân biệt, lúc đó chưa phải là tánh. Xin thưa, nó không phải là tánh. Mà chúng ta mới tới cái chân trời có thức ấm thôi. Nếu mà chúng ta biết rằng đây là chân trời có thức ấm, chưa phải là tánh, thì chúng ta còn có thể vượt qua được. Thì lúc đó lục căn chúng ta chết ngắt luôn. Tức là cái sự hay biết lúc đó không còn là lục căn nữa, mà hay biết tiền trần
Không phải là sự hay biết tiền trần nữa, mà cái tiền trần ở trong đó để chúng ta rõ biết mọi cái, thì mới hy vọng rằng biết được tánh. Cho nên lúc mà chúng ta thiền định sâu á, có một cái đoạn có thể là lục căn chúng ta được thanh tịnh, để rồi mình biết được mọi cái chung quanh. Xong rồi mình tỉnh cái cơn thiền định đó, chúng tôi dùng từ tỉnh cơn thiền định, thì chúng ta sống lại bình thường, sống trở lại sinh hoạt bình thường. Cái chúng ta nghĩ rằng hồi hôm tôi ngồi tôi tới tánh rồi, tôi nhập tánh được mà. Cái hồi đó là lục căn tôi thanh tịnh hoàn toàn, không có ý niệm phân biệt gì hết, mà tôi biết hết mọi cái xung quanh. Ai có tu thiền thì nghe cái cảnh giới này quen lắm đúng không? Quen lắm. Ai tu thiền lâu lâu thì nghe cảnh này là quen lắm rồi. Thế thiệt tình là ngồi đến một lúc nào đó, chúng ta tu tới một lúc nào đó là tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh nha. Thậm chí chúng ta nhập định được nữa. Và tôi chấp nhập định 1000 năm, nếu mà chưa có một cái lần mà chết lục căn này là cũng không có ngộ tánh được. Lúc đó cái người nhập định rẫn rõ biết cảnh duy bên ngoài nha, nhưng mà không phải là tánh, chưa qua khỏi cái lớp màn che của thức ấm. Nó chỉ là tri thôi, một cái tri thầm lặng để đủ sức biện biệt được tất cả những cái trong trần gian này, nhưng nó chỉ là thức ấm thôi. Đây là chỗ mà sanh bế tắc rất là nhiều cái dòng phái thiền mà chúng ta đã gặp. Chỉ tới thức này là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ngộ rồi. Nhiều lắm, nhiều, nhiều lắm, không thể tả được. Cho nên là chúng ta cứ gặp người tu thiền là họ xưng họ ngộ tánh không. Nhiều lắm. Các vị mà tu lâu lâu rồi thì nó tới nó luôn rồi, tôi tự tánh tôi biết rồi. Bữa đó là tôi nhập định, tôi tới cho nó rồi. Nhập định thì không tới tánh nữa đâu. Trừ trường hợp mà không có định đó thì hy vọng. Chứ còn nhập định là bị chết trong cái yên lặng đó. Những người nào mà cố đi vào con còn đường thiền định đó, là chúng ta đã bị vướng trong cái cảnh yên ổn đó. Gọi là cái cảnh yên ổn đó thôi, chứ không phải định là hay ho gì đâu. Người nào mà có phúc duyên lớn và thấu hiểu được cái thức ấm này á, chúng ta phải dùng từ là thấu hiểu được cái thức ấm này thì ta mới có thể vượt qua được thức ấm. Còn nếu không tới đây là chúng ta bị che chắn hết. Thấy thì gần như là nó là một cái gì hết sức mong manh, nhưng mà chúng ta qua không được. Chúng ta qua không được. Đây là điều rất lạ. Và nó trói con người trở lại. Không vượt qua cảnh giới thiền định. Và có thiền định đi nữa cũng trở lại một chúng sanh tầm thường. Ngồi nhập 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng rồi xả ra cũng là một người bình thường. Bất quá là cái ít dao động của tưởng ấm thôi. Tức là nhập định được có nghĩa là dằn ship được tưởng ấm mà thôi, không có là cái gì hay ho hết. Người nhập định tức là người dằn ship được tưởng ấm cho nó yên, để nó đừng có khởi hình sắc và âm thanh trong đầu của chúng ta. Chỉ chừng đó thôi. Nếu chúng ta thấu hiểu được mà cái ngũ ấm này rồi á, thì chúng ta sẽ biết được cái người nhập định đi tới đâu. Thì trường hợp họ vượt qua được thức ấm à, thì họ đã sống trong cái đại định mênh mông thì chuyện nó khác à. Còn cái nhập mà xuất, nhập định mà xuất định nhập 100 năm, 200 năm rồi họ xuất ra đó, thì là đã trải qua 200 năm dần được tưởng ấm. Chứ không có cái gì lớn lao hết đó. 200 năm dần được miếng bọt giữa biển khơi mênh mông kia. Nó có gì lớn lao. 200 năm mà đè được cái miếng sẹt sẹt, cái bóng dáng sẹt sẹt giữa hư không mênh mông này thôi, chứ không có gì. Không có là cái gì đối với cái định. Thì khi nào mà phá được cái tri đó, để chúng ta nhận được cái toàn tri, tức là phá được cái tri trên lục căn chúng ta, và lúc đó chúng ta là cái toàn tri á, thì mới qua được ngũ ấm này. Nhưng mà ở đây người ta cũng bắt đầu tưởng, nó nói tới cái chỗ này người ta bắt đầu người ta tưởng tới nữa. Càng đi sâu trong những cảnh giới này là nó sanh nhiều cái ý tưởng cho người ta lắm. Ngồi thiền thì bây giờ là thầy nói là tôi nghe bằng cái lỗ tai, tôi không phân biệt là nó thức chấp nhận với thầy rồi. Nhưng mà lúc đó hả, cái nghe tôi nó rộng lắm. Nghe tôi nó trùm luôn là lúc đó là tôi nhận biết rộng lắm. Nhưng cũng không phải. Trừ trường hợp người nào có được một cái câu nói mà khi thân đã chết. Trừ trường hợp người nào có một cái câu nói mà ngoài cái hoạt động của lục căn,
thì chúng ta mới có thể chấp nhận người đó ngộ tánh. Cái nhận biết không phải là lục căn nữa, một lần tức là chết thân căn ngũ uẩn này mới gọi là chết. Giống như trong kinh Tịnh Độ chúng ta thấy là cái gì đó, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày mà thì niệm hơn nhất tâm bất loạn, phải không? Thì Phật khi lâm chung, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là chết, chết cái thân ngũ uẩn này, chết cái thân ngũ uẩn này. Một lần như vậy á, còn không là không thể được. Cho nên ai mà trong đời mình chưa có một lần chết thân căn ngũ uẩn thật sự thì nên biết rằng mình chưa ngộ tánh. Chưa ngộ tánh. Thật ra là cố gắng phải tự dặn cho được một lần trong đời mình. Đó là cái chuyện của năm ấm. Chúng ta phải biết năm ấm như vậy để đi sâu, tại vì cái phần sau á, Kinh Lăng Nghiêm phần sau khai thác tới 50 ngũ ấm ma là bắt đầu diễn dịch rất rộng về cái thân năm ấm này. Những cái mỗi một cái công phu để phá một ấm nó sẽ tạo ra 10 loại ma. Thì năm ấm tức là tạo ra 50 ngũ ấm ma đó, 50 ngũ ấm ma. Phần sau sẽ nói. Cái sáu nhập thì chúng ta hiểu rồi ha. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chúng ta tiếp xúc với lục trần gọi là sáu nhập. Không phải là sáu nhập mà phải 12 xứ rồi, 12 xứ tức là 12 thập nhị nhập đó. Ở nơi thân căn thân chúng ta ha, phải có thân mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu, rồi sẽ tiếp xúc như gì, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp gọi là 12, tức là căn sáu căn và phải sáu trần gọi là thập nhị nhập. Nhưng mà cho tới là thập bát giới tức là 18 giới thì nơi căn tiếp xúc với trần sanh ra cái ý thức phân biệt, thì có cái căn tức là mắt chúng ta đang thấy cái hình sắc trước. Thật ra có hai cái rồi, thì sáu căn nhân hai là 12. Nhưng mà nơi căn bắt đầu tiếp xúc với trần, bắt đầu cái thức phân biệt, gọi là 18 giới. Và chúng ta chỉ quanh quẩn trong 18 giới là thôi, chứ chúng ta chưa bao giờ ra được. Lỗ tai chúng ta vừa nghe âm thanh là chúng ta khởi niệm phân biệt, đúng không? Mũi chúng ta ngửi mùi, chúng ta khởi niệm phân biệt. Thì cái mũi và cái mùi là hai, cái ý niệm phân biệt cái nữa gọi là ba. Cho nên lên sáu căn nhân ba thành 18. Và suốt cuộc đời chúng ta chỉ lẩn quẩn chừng này thôi. Cho nên cái gọi là cái nhân sinh quan của Phật giáo là minh định rõ những cái này để chúng ta có thể hiểu biết thêm về chính con người của chúng ta. Đó là cái nhìn của Phật giáo, gọi là nhân sinh quan, nhìn về con người này. Đó thì chúng ta phải biết rõ là nơi mình có căn, phải không? Cái căn của mình là sáu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tiếp xúc với sắc, tức là hình sắc bên ngoài, thanh tức là âm thanh mình đang nghe. Hương tức là mùi vị, ha. Vị hương tức là mùi, vị tức là cái vị mà mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát thì mà lưỡi chúng ta đếm được đó. Rồi sắc, thinh, hương, vị, xúc. Xúc tức là cơ thể chúng ta xúc chạm, thì nó là nóng, là lạnh, là trơn, là nhám, là cứng, là mềm khi mà chúng ta xúc chạm. Gọi là cái xúc, tức là toàn thân chúng ta tiếp xúc với một cái gì đó, dễ chịu hoặc khó chịu thì đó gọi là xúc. Còn pháp tức là ở trong duy thức học gọi là cái lạc tạ ảnh tử. Nghe cái lạc tạ ảnh tử, nghe cái từ nó hơi khó hiểu. Tức là những cái mà chúng ta tiếp xúc được á, thì nó lại hiện lại trong đầu chúng ta. Tức là cái tưởng ấm, cái xúc nó gần gần giống như tưởng ấm. Ví dụ như bây giờ cái pháp trần. Pháp trần là những cái mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mà nó còn tồn động lại trong thức chúng ta. Ví dụ như bây giờ sau khi chúng ta tiếp xúc với một người nào đó, mà người đó nói chuyện chúng ta vui, cái về cái mình, cái những cái ý tưởng nó hiện ra, hiện ra để chúng ta cười cười với cái câu nói của người đó. Hoặc là ai nói với mình một câu mình nghe khó chịu á, cái về cái mình ngồi mình tưởng tưởng ra cái mình giận người đó. Thì cái mà cái tưởng ra cái hình sắc mà để chúng ta vui, chúng ta buồn đó, là sau khi căn tiếp xúc với trần, để lại một cái để chúng ta thấy biết được, gọi là cái pháp trần. Pháp trần là nơi ngũ căn tiếp xúc với những ngũ trần sanh ra cái pháp này, gọi là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp trần. Cho nên khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy được những cái chuyện mà mình tiếp xúc bữa trước bằng mắt, phải không?
hoặc là chúng ta thấy được những chuyện chúng ta tiếp xúc hôm trước bằng âm thanh, hoặc là có cái mùi nào đó. Nhưng mùi thì nó không có tưởng là được, chúng ta nhớ lại là bữa hôm qua chúng ta bị một cái mùi gì khó chịu thôi, nhưng cái mùi đó lúc đó nó không có hiện ra. Hoặc là chúng ta bị cái mùi gì nó không có dễ chịu lắm, chúng ta nhớ lại. Hoặc là chúng ta nhớ lại một cái sự xúc chạm nào đó khiến chúng ta khó chịu, hoặc chúng ta bị nóng quá, hoặc chúng ta bị lạnh quá. Thì lúc chúng ta ngồi cái chuyện đó cũng xảy ra để chúng ta có cái khó chịu trong lúc chúng ta đang ngồi thiền. Thì tất cả nhưng mà cái đó đều được cái trí chúng ta phân biệt được. Những cái hình sắc hiện ra nơi tâm mà mắt chúng ta có thể, mắt tuệ chúng ta có thể thấy được, chứ không phải mắt bình thường. Thì đó gọi là cái pháp trần. Thì vậy là ở nơi chúng ta có lục căn tiếp xúc lục trần, và nơi cái lục trần đó hiện ra nơi mình là mình sanh buồn thương giận ghét nơi đó. Thì vậy là những người mà hơn thua với vọng niệm á, tức là hơn thua với pháp trần này, hơn thua với pháp trần này, chúng ta chấp nhận pháp trần và không chấp nhận cho pháp trần, tức là chúng ta rớt vào hai cái cửa ngõ của gì? Cửa thọ khổ và thọ vui. Thọ khổ cho nên từ chối, thọ vui là chấp nhận. Thấy chưa? Đến đây để chúng ta mới lẩn quẩn trong lục căn cái lúc có dụng công của mình từ trước tới giờ. Thì làm gì hết được chuyện đó. Hết được chuyện. Nó xảy ra cái vui cái mình chấp nhận, xảy ra cái khổ mình từ chối. Thì chúng ta chỉ giải quyết ở trong pháp trần này. Không giải quyết được cái gì hết. Nó thì vậy gọi là 18 giới phải không? Giới là cái gì? Giới giống như là cái dòng rào ngăn che chúng ta. Nó là cái gì bao bọc chúng ta lại mà chúng ta không ra ngoài đó rồi, gọi là giới. Cái chỗ gọi là giới tràng, ví dụ như là chúng ta là mấy thầy mà nhập hạ, mấy thầy làm kiết giới, tức là cái quy định có cái chừng đó thôi chứ không được quyền bước ra khỏi đó, gọi là phạm qua khỏi cái giới tràng. Hướng đông từ cái chánh điện ra hướng đông bao nhiêu mét, từ chánh điện hướng tây bao nhiêu mét, rồi hướng nam bao nhiêu mét, hướng bắc bao nhiêu mét, chung quanh đó gọi là cái giới tràng. Thì 18 giới này nó cũng vậy, tức là muốn nói là tất cả chúng sanh lẩn quẩn trong này thôi. Mắt thấy sắc rồi khởi niệm phân biệt, tai nghe tiếng rồi khởi niệm phân biệt, mũi ngửi mùi khởi niệm phân biệt, lưỡi nếm vị khởi niệm phân biệt, thân xúc chạm khởi niệm phân biệt, và thấy được cái pháp trần sanh diệt nơi tâm chúng ta khởi niệm phân biệt tốt xấu hay dở. Vậy thôi chứ suốt đời chúng ta không làm cái gì thoát ra cái này được cả. Cho nên đó gọi là giới, 18 giới. Chúng ta cả đời bây giờ ai thoát khỏi được cái này? Không được. Không ai có đủ sức để thoát ra cái điều này cả. Cho nên nó gọi là giới. Hay là giới. Đó, thì ra là chúng ta học Phật giáo thì chúng ta biết được những cái từ ngữ này, nó cũng góp phần rất là quan trọng trong cái nền tảng học Phật của mình đó. Nên nó là một cái loại ngôn ngữ nhưng mà nó tương đối căn bản, chúng ta phải biết. Một người mà phải nhận rõ được là cái năm ấm là gì, rồi cái lục căn là gì, thập nhị nhập là gì, thập bát giới là gì. À, cái này là cũng tương đối căn bản thì chúng ta phải biết đó, không biết không được. À, thân năm ấm là biết rồi phải không? Lục căn thì mắt tai mũi lưỡi thân ý biết rồi, cộng với lục trần thì nó sẽ ra thập ba, thập nhị nhập, tức là 12 cái để hòa nhập lại mới sanh ra cái thức là trở thành 18 giới. Đời chúng ta không có làm gì thoát ra cái này hết đó. Cho nên chúng ta phải biết nó, biết một chút, biết một cách rất rõ ràng nó để chúng ta có thể vượt qua. Cái gì mình không biết tới là chúng ta không thể vượt qua được. Thì ở đây Đức Phật nói là khi chúng ta nhận biết được, tức là cái đời sống của chúng ta là xảy ra ở nơi thân năm ấm nè, ở lục căn nè, ở thập nhị nhập nè, rồi ở thập bát giới nè, thì tất cả những cái đó là cái nhân duyên hòa hợp thật là huyễn giả để nó bị sanh diệt. Thì vậy là những cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta tiếp xúc á đều là nhân duyên hòa hợp, đúng không? Ví dụ như giờ mắt chúng ta mà không có hình sắc là nó không có thấy được cái gì hết á. Mắt chúng ta thấy là nó thấy hình sắc, tai chúng ta nghe là chỉ nghe âm thanh, chứ nó không có âm thanh nó lấy gì nó nghe cái không âm thanh. Thì là nhân có âm thanh cho nên lỗ tai chúng ta nghe được, nhân có hình sắc cho nên con mắt chúng ta thấy được, nhân có mùi cho nên lỗ mũi chúng ta ngửi được, nhân có vị cho nên lưỡi chúng ta nếm được, nhân có một cái nóng lạnh thì thân chúng ta mới xúc chạm được. Thì đó là nhân cái đó mà nó sanh ra cái phân biệt. Còn ngoài những cái đó, không có cái nhân đó thì cái căn chúng ta không có cái gì để làm việc cả.
không có trần thì căn chúng ta không biết làm việc cái gì. Thì như vậy là tất cả những cái đó đều do nhân duyên mà nó hòa hợp, đúng không? Do nhân duyên đó hòa hợp thì nó là huyễn giả, không thật có. Cho nên những người mà nghe âm thanh mà bực bội, thấy hình sắc mà khó chịu, phiền não, thì cái thấy chúng ta nó còn quá nông cạn, đúng không? Do nhân duyên mà thành ra buồn, thương, giận, ghét. Mà nhân duyên nó hòa hợp rất là huyễn ảo, đối với Đạo Phật nhìn nó rất là huyễn ảo, nó không thật. Thì nó có nhân duyên này, thì cái này nó hiện ra qua nhân duyên này, cái đó nó tắt mất đi. Thì ở nơi nhân duyên đó nó có một cái mà Đức Phật muốn nói là cái Như Lai Tạng cùng khắp không dao động, luôn hiện hữu nơi lục căn, lục trần và lục thức. Nơi 18 giới này đều có cái đó, nơi ngũ uẩn này đều có cái đó. Để Đức Phật muốn nói những cái ý sao nó sâu hơn, ở đây là Đức Phật tóm kết thôi. Tức là nơi ngũ uẩn thì cũng có cái Như Lai Tàng tâm cùng khắp. Ở sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đều có cái này. Nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta cũng đều có cái này. Nơi pháp trần cũng có cái này. Và nơi thức cũng có cái này. Thì vậy là bất kỳ cái chỗ nào thì cũng có cái chân như thường trụ ấy, không có mất. Chúng ta nên hiểu như vậy. Nếu trước đây mà chúng ta đã xông ướp những cái ý tưởng mà không chống phá, những cái hệ tư tưởng không chống phá từ nhiều thế kỷ rồi á, không có hơn thua với nhau từ nhiều thế kỷ rồi á, thì đời này chúng ta sẽ không bao giờ tìm được một cái tổ chức nào hơn thua với tổ chức nào đâu. Nhưng bây giờ chúng ta đã thấy tràn ngập trong thế gian là tổ chức này hơn thua tổ chức kia. Thì rõ ràng là chúng ta đã bị sai lầm một cái thời gian quá nhiều thế kỷ rồi. Một cái loại văn hóa xông ướp cho nhân loại đủ để có thể hơn thua và không chấp nhận nhau đã tràn ngập trong trí não của chúng ta rồi. Khiến cho bây giờ chúng ta nhìn thực tế thì có bao giờ chúng ta thấy yên của các tổ chức không? Không có. Không có ai được để yên cho ai cả. Rồi nhỏ những cái tế bào nhỏ trong xã hội, trong gia đình cũng vậy. Sống một thời gian rồi chúng ta thấy là chồng cũng không để yên cho vợ, vợ cũng không để yên cho chồng, cha không để yên cho con không để yên cho cha. Nó chống đối nhau từng mảy một ở trong đầu của mình, từng thành phần nhỏ trong xã hội này. Thế nên bây giờ chúng ta phải nhìn lại, chúng ta phải học lại để chúng ta phải tự mình thoát khỏi sự hơn thua ngay trong cái dòng sống này trước. Chúng ta đừng có phá vỡ mình. Trong lúc chúng ta ở yên là chúng ta phải để cho mọi cái nó yên ổn giùm đi. Thì mọi cái tự diễn ra. Chúng ta thấy một điều rất là lạ, mà điều này từ trước giờ tất cả những người học Phật không chấp nhận nổi, là nếu mình để yên cho mọi cái tâm hồn, mọi cái ý tưởng xảy ra nơi lòng mình là mình sẽ bị rối. Họ luôn luôn có đặt cho chúng ta cái điều đó rồi. Bây giờ chúng ta phải tin rằng điều đó xảy ra. Tức là bây giờ nếu mà mình ngồi mà để cho tâm niệm tốt, tâm niệm xấu xảy ra là tâm mình sẽ tiếp tục rối. Mình đã học điều này nó khắn ở trong tâm mình rồi. Cho nên bây giờ mình nói tới cái chuyện là phải để cho mọi tâm thức nó đều xảy ra và nó sống trọn vẹn với tuổi thọ của nó, cái mình bắt đầu mình thấy ở cái điều này không đúng rồi, điều này sai rồi. Phải chống đối, phải hơn thua mới được. Chính bản thân của tất cả những người tu tập mà còn một ý niệm chống đối hơn thua thì cái xã hội này sẽ còn tiếp tục loạn nữa. Nhân loại sẽ tiếp tục sống trong thương đau nữa, không có dừng được. Do đó muốn mà tạo được một cái sự yên bình cho chính bản thân mình và cho nhân loại mai kia là bây giờ chúng ta phải gieo mầm không hơn thua ngay từ tâm mình cái đó. Phải để cho tất cả những ý niệm thiện ác xảy ra đúng với cái vị trí của nó, phải cho nó sống hết tuổi thọ nó dùm đi. Và tự động chúng ta sẽ bị tắt mất thiện ác ngay trong đời này. Còn quý vị mà ngăn bích bất kỳ cái gì là không bao giờ tắt mất đâu. Suốt đời này chúng ta vẫn rối rắm. Và chúng ta gieo mầm để mai kia bốn nỗi chúng ta hơn thua. Thì làm sao để cho nhân loại nhận biết được điều này, con người nhận biết được điều này, và nhất là những người tu phải nhận biết được điều này. Chúng ta phải phá cái khung mà từ trước đến giờ cứ nghĩ rằng để cho tâm niệm tự xảy ra nó làm rối mình. Bây giờ người tu nói như vậy là họ chắc chắn là không chấp nhận mình, tại vì rõ ràng là nếu mà không đè ý niệm xuống là nó sẽ tiếp tục rối. Chưa ai thoát khỏi cái ý niệm này cả.
và nó trở thành một cái loại văn hóa đầu độc cho cả thế, nhiều thế hệ của chúng ta. Thì chúng ta phải thấy lại, phải để yên chúng ta đi. Tôi hy vọng rằng nhân loại trong tương lai sẽ tốt đẹp. Chính bản thân mình tốt đẹp trong đời này cái đó. Thì bây giờ một người mà gieo, mà bắt đầu ở nơi tâm mình hết sự hơn thua, hết sự chống phá mình á, thì người đó yên liền, mặc dù là ý niệm thiện ác vẫn luôn tuôn trào nơi tâm chúng ta. Không hết, tôi nói là không hết. Và không cần phải hết. Như vậy đó mà nó sẽ hết. Còn nếu chúng ta cần hết ý niệm ác, cần hết ý niệm thiện là không bao giờ chúng ta hết. Nếu bây giờ mà một ý niệm thiện xảy ra, một ý niệm ác xảy ra mà để chúng ta để cho giống như bây giờ là trên một miếng đất, mà cái cây nó mọc lên á, để tự nó lớn lên rồi nó già, nó cỗi và nó chết đi á, thì chính cái thân xác chết rụi của nó sẽ trở thành màu mỡ để cho những cái cây khác được sống tốt hơn. Rồi mảnh đất nó tiếp tục màu mỡ nữa. Còn bây giờ mình phải dùng cái này để trừ, dùng cái kia để diệt, dùng cái nọ để khử, là cái đất chúng ta sẽ từ từ khô cằn. Chúng ta mới thấy được một cái điều rất lạ là nếu mà chúng ta nhìn xuống biển thì biển càng rộng chừng nào á là sóng càng lớn chừng đó. Nhưng mà sóng lớn chừng nào nó chỉ là cái chuyện của bề mặt thôi. Xuống dưới sóng là không hề có sự dao động. Tức là trên cái nền tảng của sự sống này không hề có sự dao động. Dao động nó chỉ là cái bề nổi bên ngoài, chứ cái bản thể là chưa từng bị dao động. Đó là một sự thật. Có mọc bao nhiêu cái cây cỏ nhưng đất vẫn là đất. Chúng ta phải hiểu điều này. Tất cả các loại cây đều được mọc trên đất, nhưng mà đất vẫn nguyên là đất. Nhưng mà cây thì đủ thứ. Nhưng mà nếu là đất tốt thì đủ thứ loại cây mọc. Hồi nãy chúng ta nói rồi, phải để cho nó mọc đủ thứ loại cây trên đất mình đi, thì đất mình nó sẽ thêm màu mỡ hơn. Thế rồi nghĩ là chúng ta phải đốn cái này chặt cây kia đất nó mới tốt, không có. Đất tâm chúng ta cũng luôn là như vậy. Và cái nền tảng thực của mình là chưa từng bị động. Cái động là bề ngoài của tâm thức, chỉ là những cái vật sóng dỗ trên bề mặt của biển mà thôi. Chúng ta còn nguyên một cái biển là chưa từng bị dao động. Tức là năng lượng đầy để có thể cung cấp những cái lượng sống thật đẹp trên bề mặt đó mà thôi. Và nếu chúng ta là cái người biết ngắm nhìn thì chúng ta phải ngắm nhìn tất cả những lượng sống đang xảy ra, đúng không? Vậy thôi. Mà sống dù có xảy ra cỡ nào, nó động cỡ nào đi nữa thì nó cũng sao? Nó cũng đang ướt. Biển yên nó cũng đang ướt. Sâu tận đáy biển nó cũng đang ướt. Và ngút tận cái ngọn của sóng biển ba rào nó cũng đang ướt. Nếu chúng ta chấp nhận được cái ướt này thì sống hay là không sống thì mình cũng là ướt. Đơn giản để chúng ta thoát ra động tịnh liền. Cái chính của mình là tìm được cái ướt. Phải không? Chứ không phải là cái chuyện có sống và không sống. Cái chính của con người là tìm được cái không thiện và không ác. Chứ không phải là cái chuyện thiện ác trong đời này. Chứ không phải là chúng ta tìm thiện chúng ta bỏ ác. Nếu người nào mà còn tìm thiện bỏ ác là chúng ta còn quá nông cạn đi. Người nào mà còn đè cái sóng biển là người đó trí huệ rất là cùng lục. Người nào mà còn hơn thua với vọng niệm là người đó trí huệ còn cùng lục. Giống như mỗi người mà ra giờ lấy cái tấm dáng đè không được sống rồi là mua nguyên một miếng bạc cho bự để đè lên. Nguyên bạc bự đè lên không được rồi kiếm một cái tấm thảm gì thật lớn để đè lên để cho sống nó đừng có dỗ nữa. Thì những người mà đè tâm của mình bằng cái kiểu này, bây giờ là ngồi điểm sổ tức không được thì gán niệm Phật, gán niệm Phật không được thì phải trì chú, phải làm cái gì đó để đè cũng giống vậy, giống y hệt. Ra giữa biển khơi mà muốn đừng có sống là không có được. Nhưng mà khi mà mọi người mà khéo thấy biết rồi thì họ yên ổn, họ biết ước là xong chuyện. Không có dính tới sống và không có sống trong này. Chút vậy thôi là xong rồi, yên ổn rồi.
mà cái biển thì luôn luôn chấp nhận sống, đất luôn luôn chấp nhận mọi cây cỏ mọc lên, mọi tốt xấu xuống mặt đất là mặt đất chưa hề bị nhăn nhó, phải không? Nó đổ nước sôi, đổ nước lạnh, đổ nước sạch, đổ nước dơ, đi bằng một bước hay là giọng bằng một cái cây đâm xuống, hay là xe lớn chạy cán lên, vân vân, tất cả mọi cái đất vẫn nguyên như vậy, không có dao động. Nó chấp nhận hết tất cả mọi cái thì mới hình thành được sự sống trên mặt đất này. Nếu một ngày nào đó chúng ta chấp nhận được cái sự thật vốn có của mình, và chúng ta phải chấp nhận được những cái cây cỏ lá hoa mọc trên mảnh đất tâm của chúng ta, thì chúng ta yên, chúng ta sẽ yên liền. Cho nên mặc dù học thiện ác để chúng ta biết rằng nó là hai năng lượng đang trỗi ra nơi tâm của mình, chúng ta phải chấp nhận một cách bình an nơi đó thì đời sống chúng ta sẽ tốt. Chứ đừng nghĩ cái ý niệm xấu là sẽ tàn hại chúng ta, không có. Ý niệm tốt là sẽ làm thành chúng ta, không phải như vậy đâu. Chúng ta phải ở yên để nhận rõ ràng thiện ác xảy ra nơi tâm. Đủ rồi, bấy nhiêu đó đủ rồi. Đừng có làm cái gì thêm nữa. Ra một người mà khéo dụng công, khéo tu tập á, thì quý vị thấy là không lúc nào người đó bất an á, xảy ra cái chuyện động trời người đó tỉnh bơ, người xung quanh sẽ rất là hờn. Tại sao cái chuyện mà gấp như là đổ lửa lên đầu mà thấy ổng tỉnh queo, không lo lắng. Thường là như vậy, quý vị sẽ để ý trước một cái đám đông á, trước một đám đông xảy ra một cái chuyện gì mà kinh động lắm, có một người bình tĩnh thì chắc chắn là người đó sẽ giải quyết sự việc tốt hơn là cái người dao động chạy lăng xăng. Nếu mà chúng ta không có quen bên thiện, không quen nghiêng bên ác, không quen nghiêng bên thiện á, thì xảy ra sự việc trên cuộc đời này chúng ta bình tĩnh vô cùng, chứ không phải cần ngồi lâu để đạt được định đó đâu. Nếu chúng ta thấy đúng mọi việc trong cuộc sống này rồi á, thì không có chuyện gì là dao động để chúng ta phải gọi là động trời với mình hết. Mình rất là bình tĩnh đứng trước mọi vấn đề. Thành ra là nếu mà chúng ta muốn có một cái định lực cho chính mình á, thì không phải là đè ép mà là được định đâu. Không đè ép mới định, không trừ khử, không hơn thua nơi tâm mới định. Định đó mới là cái định cần thiết á. Còn nếu mà chúng ta trừ khử ý niệm mình thì khó có định lắm. Chúng ta đè ép cái gì khó định. Chúng ta theo thiện bỏ ác thì rất là khó định. Thật ra cái người tu chúng ta phải khéo một tí để chúng ta đứng được vững để đôi chân của chính mình. Chúng ta đừng có chống chọi hơn thua với mình nữa dùm trong đời này. Để yên mình. Người khéo tu là người biết để yên mình trong mọi lúc. Để yên mình thôi chứ không cần phải làm cái gì. Thì gần như lúc nào chúng ta cũng được yên. Chỉ khéo để yên chúng ta thôi. Chứ đừng nghĩ là mình phải làm cái gì hết, uổng lắm, mất thời gian của cuộc đời mình. Và ngay trong đời này nếu mà mình không xong á, thì nó sẽ lỡ bè lỡ tàu hết rồi. Sẽ trở lại đi chuyến sau tiếp tục nữa. Và tiếp tục đi chuyến tới. Cứ hoài như vậy, mỗi cuộc đời mà chúng ta cứ lỡ, mỗi cuộc đời chúng ta cứ lỡ. Không còn kịp đủ thời gian để chúng ta diệt hết tất cả ý niệm đâu. Nhưng mà nó vẫn còn đủ thời gian để chúng ta nhận định cái sự thật. Giống như là không ai có đủ thời gian để tát cạn cái biển để cho không còn miếng sống nào. Tại vì khi nào hết nước biển rồi thì mới hết sống được. Nhưng mà người khéo một chút là đưa tay xuống nước ướt là xong chuyện. Dù già hay trẻ chúng ta cũng nhúng tay để có thể biết được cái ướt của nước. Nhưng mà dù người đó có cái năng lực cỡ nào thì người đó cũng không đủ sức để có thể đè cái sóng gió. Chúng ta phải thấy được điều này để chúng ta chọn con đường nhẹ nhàng cho chính mình. Nếu khéo tu là chúng ta phải chọn con đường nhẹ cho chính mình. Và càng hồn nhiên trong sáng nhẹ nhàng chừng nào, càng thành tựu công phu nhanh chừng đó. Tức là càng có cái kết quả nhiều chừng đó. Cái đừng nghĩ là mình phải tu mà phải nhăn mặt, phải nhíu mày, phải gồng người lên tu là có kết quả, không có đâu. Càng tinh tấn chừng nào, càng chống đối cái thực tại chừng đó. Ngay tại đây thì không có chuyện gì, nhưng mà mình giờ mình ngồi lại mình không có chịu ngay tại đây, cái bắt đầu mình môi trong đầu mình ra là kiểu này kiểu nọ, bắt đầu hơn thua tiếp tục. Quý vị chịu khó, không phải là chịu khó mà nên nhẹ nhàng buông thư mình dùm.
trong mọi trường hợp của cuộc sống này. Đừng có để mình bị xáo nhào, và cũng đừng có đi thì đi thẳng, đừng có lắc lư nữa. Đừng có chạy bên thiện, đừng có chạy bên ác nữa. Cứ để mình ngay đó, cứ hướng bước tới mà đi. Từ cái chỗ rỗng lặng thênh thang đó mà đi đứng ngồi nằm. Từ cái chỗ mà rõ ràng thanh tịnh ngay tại đây mà sinh hoạt. Đừng có đặt trước mọi vấn đề. Thử trong đời sống này chúng ta đừng có đặt trước bất kỳ một cái chuyện gì á. Quý vị yên lắm. Xảy ra cứ xử lý, còn không thì thôi đừng có tính toán. Đừng có nghĩ là mình tính toán là mình khôn, không có đâu. Khi mà bắt đầu chúng ta vào công việc rồi thì tự động chúng ta sẽ có xử lý rất là sáng. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ trước á, thì gặp việc chúng ta sẽ bị rối hơn. Không sáng đâu, không có linh thông. Cái người mà không linh thông thì là cái người không thông minh. Không thông minh. Không thông minh thì sẽ không nhạy bén. Mà không nhạy bén thì không xử lý công việc tốt. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Dù là chúng ta có một cái công việc gì phải sử dụng đầu óc nhiều, và càng có công việc để sử dụng đầu óc nhiều thì càng ít tính toán đi, thì chúng ta sẽ làm thành công. Thì nó hơi nghịch, chứ đừng nghĩ là mình tính hết rồi nó thành khung lên sáo hết rồi chúng ta làm nó sẽ tốt, không có đâu. Thử đi rồi sẽ thấy. Chúng ta tập thử, tập làm sao để cho ngồi đâu, đi đâu, đứng đâu, chúng ta gần như là buông thư thả lỏng cuộc đời của mình. Cứ buông thư, bất kỳ giờ phút nào trong đời chúng ta cũng phải thả lỏng hết giùm đi, buông thư hết đi. Đừng có gượng ép bất kỳ một cái điều gì hết á, thì mọi việc nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, thì sẽ bình an hơn rất là nhiều. Còn ai mà phải gượng ép, ai mà gò ép mình, ai mà phải cố gắng thế này thế kia thế nọ là chúng ta bắt đầu tự làm khổ lấy mình rồi. Bất kỳ cái hành động nào cũng tạo nhân tố bất an cả. Thì cố gắng làm cho thành tựu cái này, cố gắng làm thành tựu cái kia, tức là chúng ta sẽ cố gắng làm chúng ta bất an theo một cái chiều hướng khác, chứ không phải là tạo sự bình yên. Thì nó đừng có chạy mà phải đứng lại, đúng không? Đừng có dao động mà phải dừng lại. Phải để yên mình, phải để yên mình. Thì làm sao mà tất cả chúng ta đều có cái phút giây bình yên, tự tại ngay tại đây. Chúng ta phải chấp nhận được mình, làm ơn chấp nhận được mình dùm. Mang mình đã mấy mươi năm rồi, trong đời này rồi, đúng không? Chúng ta đã cưu mang mình là từ khi chúng ta ra đời cho tới giờ phút này, nhưng mà chưa có lúc nào chúng ta chấp nhận mình. Không hiểu tại sao. Mình cũng chăm sóc mình thế này thế kia, cũng thế nọ, cũng lo lắng đủ điều, nhưng mà chưa bao giờ mình chấp nhận mình. Và từ cái chỗ không chấp nhận mình, từ cái chỗ chống đối mình, thì xã hội thành loạn lạc. Tại vì mình có bao giờ mình chấp nhận mình đâu. Thì xã hội này không có điều gì mình có thể chấp nhận được, và không có con người nào mình có thể chấp nhận được. Thì mình không biết mình sẽ ra làm sao. Và đời này cứ chống đối không hết rồi thì kiếm chống đối đời sau. Một mình chống đối không được là mình rủ rê người chống đối, nó thành bè phái hơn thua với nhau. Đó là nguyên nhân mà cái nhân loại chúng ta bị khổ đau trong chiến tranh triền miên không chấm dứt. Muốn dừng lại tất cả cái đó thì chúng ta phải dừng lại ngay chính mình. Đừng hơn thua gì với chính mình nữa. Thì nghĩ là chúng ta phải sắp xếp, phải dọn dẹp rồi nọ mình mới yên, không có. Đừng có làm thêm cái gì nữa là mình tự yên. Có những người tôi nói là thường những người mất ngủ là những người đã làm quá nhiều chuyện khi chúng ta vào cái giường của chúng ta. Khi vào giường chúng ta, nếu chúng ta buông ngày muốn ngủ, tức là chúng ta nghĩ là chúng ta không làm việc tiếp từ thân cho tới tâm của mình á. Khi mình trên giường mình thả lỏng hoàn toàn, mình không làm tiếp thì mình ngủ ngon lắm. Và không cần ngủ lâu. Thử đi rồi quý vị sẽ thấy rằng là chỉ cần 15 phút đủ chúng ta khôi phục lại. Còn hơn là một người ép mà ngủ được 5-7 tiếng đồng hồ. Thả lỏng mình, thả lỏng hoàn toàn là chuyện gì xảy ra cứ xảy ra. Mà chúng ta không chấp giữ hai bên là quý vị sẽ có một cái giấc ngủ rất yên và thức dậy hết sức là nhẹ nhàng. Ngày nào chúng ta cũng vẫn cho mình cái phút giây tuyệt vời đó. Giờ nào chúng ta cũng phải cho mình phút giây tuyệt vời đó. Tức là chúng ta phải biết thưởng thức cái phúc lạc, phải biết chấp nhận cái hạnh phúc vốn có của mình từ trước đến giờ đang hiển lộ trong đời này.
Chỉ cần chúng ta chấp nhận mình thôi là mình sẽ sống trong hạnh phúc liền, sống trong phúc lạc liền ngay tại đây. Còn bây giờ mình không chấp nhận, mình mới nghĩ một chút nữa mình mới được, không? Hồi nữa mình sẽ hay hơn bây giờ, lát nữa mình sẽ giỏi hơn bây giờ, tí xíu nữa nó sẽ hay hơn bây giờ. Chúng ta chờ đợi, tức là chúng ta không chấp nhận hiện tại, chúng ta mới mong mỏi tương lai. Thì vậy là không để cho mình yên mà gán cái gì đó đi, phải thêm cái gì đó đi, phải cái gì đó đi. Cứ nghĩ rằng tí nữa sẽ tốt hơn bây giờ thôi, là chúng ta tự làm mình bất an rồi. Thì gán công phu để chi? Để chúng ta được chứng cái gì đó một chút nữa đó. Chúng ta gán tu thế này để chúng ta được cái gì một chút nữa đó. Tất cả những sự cố gắng đều là những người lao vào tương lai, như cái con thiêu thân lao vào bóng đèn nữa. Chết hồi nào nó cũng không biết nữa, thấy sáng sáng là cứ lao vào thôi. Chúng ta luôn làm cái việc đó cả đời rồi, bây giờ thôi đi, đừng có lao tới nữa. Đừng có lao tới nữa, phải dừng lại hết mọi cái. Nên phải ngồi lại cho mình yên và chấp nhận cái yên ổn của mình ngay tại đây là đủ. Rất mong là quý vị sẽ có một cái đời sống yên ổn và chấp nhận cái thực tại này, chấp nhận cái sự thật đang hiển lộ ngay tại đây. Đừng có cái gì thêm thắt nữa trong đời của mình, thì thời thời khắc khắc quý vị sẽ là cái người bình an. Thời thời khắc khắc quý vị sẽ hưởng được cái phúc lạc vô biên tràn ngập trong đời của chúng ta. Đời chúng ta sẽ đẹp hơn, sẽ tươi nhuận hơn, đầy hương hoa hơn. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn thể nguyện thành.